bạn luôn quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng của gia đình. Lượng thực phẩm bạn sử dụng hàng ngày có đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng. Giới thiệu thực phẩm chức năng Spivita Nutri được nuôi bằng nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo, với thành phần tạo xoắn spirulina. Spivita Nutri với hàm lượng dồi dào đạm thực vật, vitamin và khoáng chất giúp hấp thu tốt, bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng. Gia đình bạn sẽ luôn khỏe mạnh và căng tràn sức sống. Spivita, nguồn dinh dưỡng mỗi ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.